Thế thật Bình, biến đi. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel chị Sally. Và đây là My Bedroom Tour. Đây là toàn bộ không gian phòng ngủ của mình. Thật ra thì sau khi chúng ta đã show hết cả các phòng thì phòng ngủ là một trong những phòng cuối cùng mà mình làm trong cái tour, house tour số lẻ như thế này rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ từ đây mình giới thiệu cho mọi người theo cái hướng này cho nó đúng chiều và để các bạn dễ hình dung hơn nha. Từ chỗ đi vào đây, chúng ta sẽ có cái khu này là khu người ta gọi là tủ đầu giường á mọi người. Thường thì khi mà mình vào resort hay là khách sạn ấy thì sẽ có hai cái tủ đầu giường như này giống nhau để hai bên. Khi mà mình đi xem nhà ấy thì mình sẽ chọn những cái phòng ngủ nào mà nó to so với lại cái nhà. Bởi vì tùy nhá, tùy bạn. Có nhiều bạn thì bạn sẽ thích phòng khách to, có nhiều bạn thì sẽ quan trọng nhà vệ sinh hay là như nào đấy, tùy theo không gian và sở thích của các bạn. Nhưng mà đối với mình ấy, phòng ngủ là một trong những cái nơi mà mình dành nhiều thời gian ở trong đấy, nên là mình nghĩ là một cái phòng ngủ nó thoáng và nó đựng được nhiều đồ tiện nghi ấy sẽ là kiểu của mình. Nên là cái phòng ngủ đấy nó cũng khá là thoáng. Cái phía bên này thì chúng ta sẽ có tủ đầu giường này, ngăn kéo để mình để đồ linh tinh này, đèn ngủ, nước. Bên này là có một cái tủ để mình đựng mấy cái túi sách. Bình thường thì sẽ để túi sách ở đây. Thật ra thì nó hơi vướng một tí bởi vì mình sẽ phải cúi xuống như này ấy. Nhưng mà thật ra là nhìn nó gọn phòng với lại nhìn nó không bị bầy bừa quá nhiều ở trên này. Bên này là máy hút bụi Dyson, máy hút bụi hôm bữa mình mượn của Mi. Tức là sau khi mà mình lắp xong và tặng cho nó ấy, thì mình có mượn là của nó để mình hút bụi phòng mình. Cái máy này ấy, đó nó là vậy ạ. Nói chung là cái tiếng của nó thì mình thấy nó êm hơn là những cái động cơ khác khi mà hút bụi. Và cái màu thiết kế nó có rất là nhiều màu. Nhìn về thiết kế thì nó rất là đặc trưng của Dyson và nó rất là nổi. Cho mua cái em này thì mình thấy không hối hận, rất là đáng tiền. Mặc dù là cái giá của họ cũng hơi cao so với mặt bằng chung máy hút bụi, nhưng mà Dyson là một cái hãng nổi tiếng và mình khi mà mình dùng, mình trải nghiệm ấy, mình thấy nó xứng đáng. Và bên này là rèm cửa. Thế đó thì cái rèm cửa đấy khi mà lấy nhà ấy, nhận nhà ấy thì có sẵn luôn. Mình thấy cái màu này nó khá là tương phản với lại cái màu tường, bởi vì màu tường là màu sáng trong khi rèm cửa thì nó hơi tối. Đó nghĩa là người ta nên để cái màu cho nó sáng để nó fit vào ấy, nhưng mà không sao, nói chung là nhìn nó vẫn ổn nên là mình không thay. Bây giờ là buổi tối nên là các bạn sẽ không nhìn thấy view, nhưng buổi sáng ấy, thì cái này sẽ là view sông. Nói chung là nó khá là xinh. Bộ gai này xinh ha. Bộ gai này chưa đang tặng cái hôm tân gia. Và hầu như là những cái đồ này nè, những cái đồ như là khung hình này là Haye Lao tặng nè, đèn ngủ, những cái đồ nhỏ nhỏ linh tinh như này nè, xinh xinh, mỹ phẩm ở bên kia mình mua trên những cái app, những cái web như là kiểu Tiki, Shopee, Lazada nhiều. Thì mình mua trên web chính này. À, trước đó có một cái web nữa thông qua để hoàn tiền. Các bạn có nhớ là mình từng nói với các bạn về app Shopback không? Nó khá là dễ hiểu như thế này nhá. Shopback là cái ứng dụng hoàn tiền thật khi mà các bạn mua sắm online, và nó đã từng có mặt ở rất nhiều quốc gia châu Á trước khi đến Việt Nam rồi, ví dụ như là Indo, Thái Lan, Hàn Quốc, rất nhiều nước. Nếu như mà các bạn mua sắm shopping trên một cái ứng dụng nào đấy thì họ sẽ tự động chuyển một phần tiền mà các bạn thanh toán thành công đấy vào tài khoản Shopback của các bạn. Và cái phần tiền này các bạn không cần phải săn sale hay là săn promotion gì, nó sẽ được chuyển vào trong cái tài khoản của Shopback ấy, và các bạn có thể chuyển từ cái tài khoản đó về ngân hàng của các bạn bằng tiền nóng, tiền thật. Chỉ cần là cái tài khoản Shopback đấy ít nhất là phải được 50.000. Vậy cho nên là các bạn chỉ khó thao tác click link 2 lần web Shopback nha. Nói chung là thao tác của nó khá là đơn giản, nó chỉ có 2 bước chính. Bước 1 là các bạn tải và mở Shopback ra, sau đó thì các bạn tìm những cái web mà các bạn đang cần tìm chính lúc đầu ấy. Ví dụ như là Watson, Lazada, Shopee, hay là khi mà các bạn đi du lịch ấy, các bạn sẽ cần tìm vé máy bay, tìm khách sạn, tìm chỗ ở trên Booking, Agoda gì đấy, các bạn cũng có thể tìm ở trên đây luôn. Nó sẽ có rất là nhiều plan. Rồi các bạn sẽ bấm vào đấy và họ sẽ chuyển các bạn tới cái web chính đấy, các bạn mua sắm shopping bình thường. Và cái số tiền lớn nhất mà các bạn có thể nhận được sau khi mà các bạn đã được hoàn ấy lên tới 25%. Sau đó chúng ta sẽ đến bước 2 là sau khi mà các bạn thanh toán xong cái món hàng đấy, chúng ta sẽ phải đợi 48 tiếng, tức là 2 ngày đầu tiên để máy chuyển về trạng thái chờ xác nhận. Và sau cái 48 giờ đó chúng ta sẽ cần thêm khoảng tầm một vài ngày để hệ thống máy này ấy, nó sẽ xác nhận xem là
các bạn có hủy đơn hàng hay là các bạn có thay đổi đơn hàng đấy không. Còn nếu như các bạn mà cũng không thay đổi gì luôn, không có gì xảy ra cả, thì chúng ta sẽ được chuyển về trạng thái xác nhận, tức là để cho mọi thứ chắc chắn nhất có thể. Và nói chung là mình biết là cái khoảng thời gian này có thể là nó sẽ hơi lâu đối với những bạn nào mà đang chờ cái tiền hoàn, nhưng mà cuối cùng thì cái số tiền đấy nó vẫn sẽ được hoàn trong tài khoản Shopback của các bạn. Bước tiếp theo nhé, sau khi mà các bạn đã có số dư trong tài khoản Shopback rồi thì chỉ cần số dư này được trên 50k như lúc nãy mình nói ấy, thì các bạn có thể đi ra ngân hàng, các bạn rút từ cái tài khoản Shopback ra bằng tiền thật, bằng tiền mặt, bằng tiền nóng, mình xài thêm một lần nữa như bình thường. Đấy, mình nghĩ là cái thao tác nó cũng khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần là Shopback, sau đó thì mình shopping, mình sẽ được tiết kiệm thêm một mớ nữa. Từ cái hồi mà mình dùng Shopback ấy, mình cảm giác như là thay vì mà mình phải bỏ ra một số tiền full để mình mua cả hai thứ, thì mình sẽ chỉ cần mua một thứ xong mà mình sẽ được hoàn ít, sau đó thì mình mua cái thứ tiếp theo. Nó sẽ tiết kiệm hơn và nói chung là nó cảm giác như là mình thật sự là mình mua được nhiều thứ hơn và mình phải trả số tiền ít hơn ấy. Vậy cho nên là các bạn tải app Shopback nhé. Cái app này miễn phí hoàn toàn luôn, và các bạn có thể tìm cái link ở bên dưới phần mô tả, mình sẽ để luôn, các bạn chỉ cần bấm vào sau đó thì download và có app ở trên điện thoại. Và khi mà các bạn dùng cái app ở bên dưới mô tả ấy, thì mình sẽ được cộng 30k sẵn trong tài khoản. Và phía bên này là tủ quần áo. Tủ quần áo thì nó có khá là nhiều ngăn nhỏ. Thường thì quần áo mình sẽ treo những cái váy dài ấy, thì mình sẽ treo như thế này, và những cái đồ linh tinh thì mình sẽ để bên dưới cái giỏ này. Đó, bên này cũng có một cái cửa sổ và rèm cửa hai bên đối lập với nhau, và giường ở chính giữa, giường ở trung tâm chính giữa. Giường này là giường 1m82, nó khá là to. Mình thì mình rất thích giường to bởi vì cái thói quen ngủ của mình ấy là mình sẽ hay lăn và mình sẽ hay xoay, và mình thích kiểu quay ngang quay dọc ấy. Một em loa để hai bên đầu giường. Cái này ấy nó sẽ đi kèm với lại cái loa ở bên trên kia, nó là một cái thanh loa ở trên này luôn nè. Tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái bộ loa này. Cái tủ đầu giường này cũng là nơi mà mình đặt bàn trang điểm luôn. Nước hoa, mỹ phẩm, xịt khoáng, điều khiển, máy móc các thứ. Máy chiếu, trời ơi, cái máy chiếu này xịn xịn. Trên này là gương đèn để trang điểm. Đây, bây giờ mình sẽ trình diễn cho các bạn xem cái máy chiếu này. Trời ơi, xịn đét. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi. Máy chiếu này mình nghĩ là các bạn đã quen thuộc khi mà các bạn xem cái số nhà cũ của mình rồi. Đây, có một cái nút nguồn ở trên này nè. Cái nút nhỏ nhỏ ở trên này. Khi mà mình ấn vào ấy, thì cái máy ở trong nó sẽ chạy. Các bạn sẽ nghe một cái tiếng gió nhỏ. Và chỗ này nó sẽ bắt đầu bật đèn lên nè. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó có đèn nè. Chơi thật quý! Đến đây! Phép thuộc quiz! Enjoy this! Thấy không? Cái lực sáng rất là khỏe. Nội dung rất đa dạng, từ YouTube này, Netflix, rồi tất cả những cái đồ mà mình hay xem phim hay là nghe nhạc hay là đấy, những cái kiểu phong cảnh màn hình chiếu các thứ như này để tạo hiệu ứng ấy, chứ giống như là các bạn đang ở trong một cái thế giới khác, một cái phòng khác, như kiểu đi resort hay đi nghỉ dưỡng ấy, nó đều có ở trên này. Ngoài cái máy chiếu Xiaomi này ra thì mình còn có bên trên kia kìa, ở trên cái tivi chúng ta sẽ có một dàn hệ thống loa JBL 5.1. Cái này ấy thì nó sẽ hỗ trợ cho cái máy chiếu Xiaomi này về mảng âm thanh. Tức là âm thanh ở trong đây cũng xịn, nhưng mà nếu như các bạn mà có cái dàn âm thanh như lúc nãy mình nói ấy, hai cục loa ở bên giường này, xong rồi cái loa thanh dài nữa, nó giống như là một cái trải nghiệm xem rạp chiếu phim ở nhà vậy đó. Nó rất là đỉnh. Đấy, cái tivi này lúc nãy mình chưa có nói đến. Tức là ở ngoài kia ấy, chúng ta sẽ có một tivi ở phòng khách. Cái tivi nó hình như là nó to hơn này phải. Và cái này thì mình mua sau cũng là của Samsung luôn, nhưng mà nó có vẻ cái kích thước ấy nó nhỏ hơn ở ngoài kia một tí. Cái thanh này là sao 3 thùng sấp, và hai cục kia là sao round đó, nhỏ nhỏ trên đó, và nó sẽ có một cái em nhỏ nhỏ này nữa, anten để nhận sóng wireless. Nói chung là nó sẽ cho cái trải nghiệm của các bạn nó đỉnh hơn, giống như là trong rạp chiếu phim thật ấy. Bởi vì cái âm thanh của họ là âm thanh vòm, nó sẽ ôm trọn cái phòng này luôn. Một cái ở đây trước mặt các bạn, và một cái ở ngay trên đầu các bạn luôn. Tức là nó sẽ làm cho cái âm thanh nó chân thật như là các bạn đang ở trong cái phim đấy ấy, mà các bạn xem ấy. Cái loa này ấy có một cái phần thiết kế rất là sang, bởi vì cái phần kim loại ấy, mọi người nhìn thấy không, nó là màu xám đậm. Và cái khả năng lắp tháo ráp của nó để mình có thể linh hoạt di chuyển của nó cũng rất là ok. Công suất của em này lên đến 510W và màn loa siêu trầm.
phát nhạc qua Bluetooth 4.2 và cộng kết nối đa dạng. Và cộng thêm màn hình tích hợp bên trong loa điều khiển bằng remote TV, cộng thêm cái Dolby Digital này nữa. Đó, chính là cái dàn âm bass rồi các thứ đấy. Cái em quạt này của mình nó đắt hơn mấy em quạt khác một chút, bởi vì nó có thêm cái hệ thống mà nó giảm cái âm thanh ù khi mà các bạn bật. Rồi, chúng ta sẽ đến phần cuối cùng. Đây là cái phần chu vi nó hơi nhỏ so với cái phòng và nhìn nó hơi bị lạc quẻ. Em loa Marshall màu trắng. Em này thì đồng hành với mình lâu rồi. Mình đem vào trong đây để kiểu cái lúc mà mình chưa mua cái bộ loa JBL ấy kiểu thì mình sẽ dùng em này. Hoặc là bao giờ mà mình làm việc ở đây thì nó cũng kiểu nghe nhạc trầm hay là nghe mấy cái bài nhẹ thì nó cũng ok. Mình để đây. Máy ảnh hiện tại mình đang quay vlog cho mọi người. Bình thường ấy, không có anh Kiệt quay phim như hôm nay thì quay beauty hay là quay mấy cái vlog mà đi du lịch với cả nhà ấy, thường là mình sẽ dùng điện thoại hoặc là mình dùng em này. Canon R và lens 35. Nói chung là em này thì một đồng một cái là quay phim kiểu quay cận ấy. Lens này rất ok, nó sáng mặt và nó không bị ao nét nhiều. Nói chung là lấy nét rất là nhanh. Em máy tính để bàn này, cấu hình văn phòng. Thật ra thì mình cũng không cần dùng nhiều đến máy tính lắm ấy. Về đặc trưng công việc nhá, thì mình chỉ dùng nó cho cái mục đích là mình soạn kịch bản, mình xem YouTube, mình xem phim, hay là mình làm những cái việc mà nó nhẹ nhẹ kiểu văn phòng thôi. Và đó là toàn bộ test room tour của mình ngày hôm nay. Thật ra thì mình biết là nó cũng chưa có decor được nhiều, với lại nhìn nó cũng hơi nó hơi đứng tuổi một chút, bởi vì cũng không thay đổi nhiều lắm về cách cục bố cục cũ. Nhưng mà nói chung là nó cũng ấm cúng và mình thích cái phòng ngủ này. Nó giống như kiểu như là một cái rạp chiếu phim tại nhà, khi mà mình lười đi ra ngoài hay là mình ăn no, hay là mình chỉ muốn nằm xem phim, mình nghe nhạc chill chill xong rồi mình chìm vào giấc ngủ, thì đây thật sự là một trong những cái thứ mà nó như là kiểu một cái nơi mà khi mà mình đi làm về xong rồi mình chỉ muốn ngả lưng và ngủ, hay là về giải trí ở nhà, không muốn đi đâu thêm. Mình nói thật đấy. Nên là nếu như mà các bạn mà có thể sắm những cái thiết bị như thế này ở trong phòng ngủ, hay là các bạn có thể để ở bên ngoài, mình có thể dùng đa mục đích, mình đem đi đem lại được ấy, thì các bạn nên đầu tư. Và tất cả những đồ như này, loa, rồi máy chiếu, rồi những cái đồ ngoài kia đó, mình mua ở CVS rất là nhiều. Ở đây ấy là một cái hệ thống bán lẻ điện thoại, và ngoài điện thoại ra thì chúng ta có thể tìm những cái đồ ở trong xe, những cái đồ gia dụng nhà cửa và rất nhiều đồ khác nữa ở CVS. Nên mình cũng sẽ để link ở bên dưới phần mô tả luôn. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu mua, hay là các bạn muốn tham khảo giá, hay là các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, thì có thể truy cập vào link ở bên dưới phần mô tả nhé. Và hy vọng là các bạn thích số video lần này của mình. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh Chị Sally. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong số video tiếp theo, cùng đồng hành với nhau nhiều hơn. Sub dạo này tăng chậm không mọi người ạ? Mong là mọi người subscribe và ủng hộ cho mình nhiều hơn trong thời gian tới. Xem sao người ta. Bây giờ thì Mickey, Elephant và Chị Sally xin chào tạm biệt mọi người.